Rất vui được gặp lại tất cả các bác đang theo dõi kênh YouTube của Loren Mourinho. Và như trước màn hình thì chúng ta có thể thấy một cấu hình combo karaoke gồm một đôi loa WeWood G1000 Plus và một chiếc đẩy X7 DAC, một bộ mic VK321. Đây là cấu hình dành cho anh Quân ở đường Quang Trung, thành phố Huế. Hiện tại thì anh Quân có gọi điện cho Loren Mourinho và nhờ Loren Mourinho test thật kỹ trước khi giao hàng cho anh. Và vẫn như thường lệ thì bên em sẽ bóc sản phẩm ra và tiến hành test cẩn thận, sau đấy là đóng lại cẩn thận hơn để giúp cho cái quá trình vận chuyển nó sẽ được an toàn tối đa khi đến tay tất cả các bác khách hàng, không riêng gì anh Quân, là chúng ta sẽ có được một bộ thiết bị nó được hoàn chỉnh, lành lặn, tránh những trường hợp là bị hỏng do vấn đề vận chuyển. Và trên cái cấu hình gồm một đôi một chiếc đẩy X7 DAC, một cặp mic VK321 và một đôi loa WeWood G1000 Plus. Tổng cấu hình này dành cho anh Quân là 26.500.000 đồng. Và bên em đang có vẫn giữ nguyên cái chính sách là miễn phí, hoàn toàn phí vận chuyển cho tất cả các bác ở khắp các tỉnh thành trên cả nước. Nếu như các bác ở gần thì bên em có sẽ cho nhân viên đến lắp đặt và setup tận nơi. Còn như ở thành phố Huế thì chắc chắn rồi, bên em phải gửi cái đường bưu điện và tất cả những cái công đoạn test rồi thử tất cả những cái dây jack kết nối sẽ được tiến hành một cách gọi là hoàn thiện chỉnh chu nhất trước khi đến tay tất cả các bác. Và nếu như các bác có nhu cầu muốn mua những cái sản phẩm như cấu hình này của anh Quân thì hãy nhấc máy lên gọi điện cho Loren Mourinho theo số điện thoại em đang để phía dưới màn hình, hoặc chúng ta có thể ở gần, chúng ta có thể qua trực tiếp showroom của Loren để chúng ta cùng nhau trải nghiệm, nó sẽ được ok hơn. Và đây là cái cấu hình WeWood G1000 phiên bản Plus, dòng loa cây hỗ trợ tốt trong không gian 40-45 m², và đây là dòng loa cây có thể đặt mắc công suất dao động quanh quanh từ 300W cho đến 700W. Chính vì vậy chúng ta sẽ hoàn toàn có được một chất âm, một cái công suất chơi tốt, phục vụ đa dạng các nhu cầu hát và nghe nhạc của chúng ta. Và xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi kênh cũng như là đang theo dõi video này. Vâng, và đây là cái công đoạn bên em đang test qua sản phẩm. Sau đấy thì sẽ tiến hành đóng gói để lên đường gửi cho anh Quân ở thành phố Huế. Thì cũng như tất cả các cái cấu hình khác thì việc test trước cũng như là đóng gói sản phẩm luôn là cái khâu cực kỳ quan trọng, giúp các bác khách hàng có thể nhận được hàng một cách hoàn chỉnh. Nếu như chẳng may có lỗi lầm gì thì bên em vẫn đổi cho các bác, nhưng tránh được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Và đương nhiên rồi thì các bác sẽ không phải mất hứng, không phải đợi lâu hơn. Chúng ta có thể thấy xốp góc các thứ rất là chắc chắn này. Nguyên thùng bên em sẽ tháo ra test thử chất âm, sau đấy thì sẽ đóng gói lại vào thùng và gửi cho các bác. Dán tem bảo hành. X7 DAC luôn là một cái lựa chọn rất là tốt, bởi tất cả những cấu hình combo karaoke gần đây thì bên em thường xuyên phối ghép cho các bác khách hàng những đôi loa cùng chiếc đẩy X7 DAC, bởi cái sự tiện dụng cũng như là giá thành của nó cũng tương đối tốt, rất là ok, chỉ với 7 triệu đồng một chiếc đẩy X7 DAC. Nó sẽ bao gồm rất là nhiều những công nghệ mới, chúng ta sẽ không cần tốn nhiều tiền để chúng ta mua nhiều thiết bị. Nó sẽ được tích hợp sẵn ở trên chiếc đẩy X7 DAC này, nó sẽ mang lại cho chúng ta được một cái sự tiện dụng cũng là tốt. Vâng, sau đây thì em xin phép được khép lại video để sẽ ra cùng đóng gói với anh em cho nhanh, tương đối muộn rồi. Và nếu như các bác có nhu cầu thì hãy nhấc máy gọi điện cho hai số hotline em đang để phía dưới màn hình, có thể qua trực tiếp showroom của Loren Mourinho đặt tại địa chỉ số 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Chúng ta sẽ cùng nhau lựa chọn nhiều hơn nữa những cái sản phẩm hữu ích cho chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.
Ôi, ôi.